tuổi teen hiếp dâm ở Ấn Độ gợi lên cuộc tranh luận về tuổi truy cứu trách nhiệm hình sự, tin tổng hợp. Việc phán xét một thiếu niên phạm tội hiếp dâm đang dấy lên cuộc tranh cãi ở Ấn Độ với nhiều lời kêu gọi nên giảm trách nhiệm hình sự xuống mức 16 tuổi. Một thiếu niên có liên quan tới vụ án hiếp dâm tập thể cùng với 5 người đàn ông khác hiện nay đang bị giam trong nhà tù vị thành niên, tuyên bố bản thân chỉ mới 17 tuổi. Theo pháp luật Ấn Độ, một người chưa đủ tuổi thành niên, nghĩa là dưới 18 tuổi, không thể bị kết án tử hình và hình phạt nặng nhất chỉ là 3 năm tù giam. Các phương tiện truyền thông địa phương cho biết, cơ quan tư pháp đang chờ kết quả thử xương của nghi can này. Nếu kết quả cho thấy là tuổi thật của nghi can trên 18 tuổi, anh ta sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt cùng với 5 người đàn ông kia. Báo chí hôm qua đăng tin, 5 người này bị cáo buộc tội hiếp dâm tập thể và nếu bị kết tội, tất cả có thể phải nhận bản án tử hình. Một bà nội trợ ở Nam Delhi cho biết, dưới 18 tuổi không có nghĩa là họ có thể làm bất cứ mọi điều gì họ muốn vượt qua giới hạn luật pháp. Chưa đủ tuổi thành niên, nhưng nếu vi phạm luật pháp, vẫn phải bị trừng phạt đúng người và đúng tội.